những chiến binh cát mạnh mẽ, những phát đạn chết chóc từ thăng hoa luân. Các vị tướng bốn vàng tại đấu trường chân lý mùa 9 Runeterra tái hợp đã và đang làm mưa làm gió tại phiên bản 13.12. Zeri, Yasuo, Lux cũng không kém cạnh khi tất cả đều đảm nhiệm tốt vai trò carry sát thương. Hôm nay, đấu trường chân lý Việt Nam sẽ giới thiệu cho bạn một đội hình sử dụng Zeri làm carry chính. Đội hình Zeri bắn tỉa. Với những kỳ thủ yêu thích các vị tướng của hệ tộc bắn tỉa thì không còn quá xa lạ với lượng sát thương khổng lồ mà các vị tướng này gây ra. Với mỗi lần tướng bắn tỉa tấn công, họ sẽ tích cho mình một điểm cộng dồn. Điểm cộng dồn này sẽ tăng sát thương vật lý cho họ. Ở mốc 2 tộc hệ sẽ cho 5% sát thương vật lý với mỗi cộng dồn. Ở mốc 4 và 6 lần lượt sẽ là 10% và 16% sát thương vật lý mỗi cộng dồn. Đội hình hoàn chỉnh xoay quanh Zeri bao gồm Zeri, Jayce, Heimerdinger, Senna, Jinx, Sejuani, Ekko và Ugot. Đầu game, đép máu bằng form đội hình đấu sĩ bắn tỉa ở vòng 2.1. Renekton, Vi, Jinx, Kristana. Sử dụng Kristana để giữ đồ cho Zeri nha. Đến vòng 3.2 thì up level 6, thêm 3 build tower vào sàn đấu. Lúc này đội hình nên có Kristana, Jinx, Vi, Jayce, Renekton và Ekko. Đội hình sẽ có 3 bắn tỉa, 3 build tower, 2 đấu sĩ và 2 zone. Đội hình này khá khỏe khi có những tướng cốt lõi 2 sao như Kristana và Vi. Với sát thương ổn và khả năng chống chịu tốt từ đấu sĩ, bạn sẽ dễ dàng đép máu đến vòng 4. Đội hình Zeri bắn tỉa rất kén trang bị. Để đội hình có thể tối đa hóa sát thương thì Zeri cần có những đồ sát thương vật lý mạnh như cuồng đao Gunso và vô cực kiếm. Trang bị cuối có thể sử dụng diệt khổng lồ khi đối phương có quá nhiều tướng máu trâu, hoặc cung xanh khi gặp những đội hình nhiều hệ tộc chống chịu như Can Trường. Để Zeri có thể phát huy hết sức mạnh của mình, cô nàng cần sự trợ giúp từ Jayce và ít nhất 3 cờ lệnh Zeke. Với chiêu thức cổng gia tốc từ Jayce và 3 cờ lệnh Zeke, tốc độ đánh của Zeri sẽ được gia tăng rất nhiều ngay từ đầu trận đấu. Và với tốc đánh nhanh kết hợp với cuồng đao Gunso thì Zeri như hổ mọc thêm cánh, tha hồ nã đạn vào đội hình đối phương. Tuy đội hình có thể lấy công bù thủ, nhưng một chút đồ tăng không bao giờ là quá tồi đâu nha. Bạn hãy trang bị cho Sejuani thú tượng thạch giáp và giáp máu để cô ta có nhiều chống chịu nhất, giúp Zeri có khoảng trống để xả sát thương. Vì cần nhiều cờ lệnh Zeke để tối ưu hóa sát thương cho Zeri, bạn nên cần ưu tiên nhặt đai máu và kiếm BF ở những vòng đi chợ. Trang bị huyết kiếm và quyền năng khổng lồ cho Ugot để tăng và làm nguồn sát thương phụ trợ nha. Vậy, với đội hình kén chọn được trang bị như thế, làm sao đội hình này có thể hoàn thành chỉ nhờ vào may mắn? Đừng lo, vì cơ chế nâng cấp huyền thoại đã giúp các kỳ thủ về chuyện này rồi. Hãy lựa chọn Twisted Fate làm nâng cấp trước khi bắt đầu trận đấu. Twisted Fate sẽ chắc chắn ra lõi hộp Pandora cho người chơi. Qua đó, việc vẽ đồ cho đội hình Zeri bắn tỉa không còn quá khó đúng không? Trái tim bắn tỉa, ấn bắn tỉa hay vương miệng bắn tỉa là lõi công nghệ cần thiết nếu bạn muốn build một đội hình 6 bắn tỉa. Sức mạnh áp đảo, nhận một kiếm tử thần và vô cực kiếm. Đây là lõi quá mạnh dành cho một đội hình toàn sát thương vật lý. Với sự bổ sung lớn về trang bị, lượng sát thương của đội hình bạn sẽ xóa sổ mọi đối thủ trong trận đấu. Lõi đấu tay đôi cũng là một sự bổ sung sức mạnh không hề nhỏ với đội hình. Các tướng bắn tỉa sẽ nhận 15% tốc độ đánh cộng thêm và thêm 3% với mỗi cộng dồn từ hệ bắn tỉa. Thế có nghĩa là nếu bạn đang max cộng dồn ở mốc 4 bắn tỉa, kết hợp với lõi đấu tay đôi, bạn sẽ nhận được thêm 80% sức mạnh công kích và 39% tốc độ đánh cộng thêm. Quả thực là những chỉ số ấn tượng với các vị tướng gây sát thương vật lý như Zeri. Thăng hoa sẽ là lựa chọn tốt khi bạn gặp các đội hình có quá nhiều chống chịu. Ưu điểm, đội hình này có lượng sát thương khổng lồ. Vì lấy công bù thủ nên không sợ những đội hình có dàn chống chịu yếu ớt, dễ thâm nhập vào hàng sâu của địch. Aphelios đang là một quân cờ rất khỏe nên nhiều người chơi săn đón anh chàng này. Vậy nên, Zeri không bị trăm bài nhiều. Một khi đã có đủ dàn tăng ổn định và lượng trang bị đẹp thì cô nàng Zeri sẽ nhỉnh hơn Aphelios đó nha. Nhược điểm, rất kén trang bị. Với những trận đấu mà bạn không có đủ trang bị cần thiết cho Zeri thì vị tướng này không thể gây lượng sát thương lớn tới đối phương. Thêm vào đó, dàn tăng của bạn không đủ vững chãi thì cô nàng Zeri không được tham chiến lâu đâu nha. Tuy không có sát thủ như các mùa trước hay tinh tặc ở mùa 8.5 để các vị tướng tiếp cận được hàng sâu, nhưng tộc Yukon dưới 50% máu sẽ trở nên không thể chỉ định và sẽ tấn công hai hàng dưới, nên các bạn hãy cẩn thận Viego 3 sao nha. Sức mạnh của hắn không hề tồi đâu. Một vị tướng 4 tiền nữa có thể khuynh đảo cả hàng sau của bạn, đó chính là Yasuo với đại bác Liên Thanh. Với đại bác thì Yasuo sẽ được tăng tầm đánh và những pha trăn trối của hắn hướng đến mục tiêu xa nhất trong tầm đánh. Và với đại bác, tầm đánh của Yasuo được tăng lên. Do đó, khi xếp Yasuo cầm đại bác Liên Thanh ở hàng đầu tiên, hắn có thể one shot chủ lực hàng 4 của bạn đó nha. Chỉ mới ra mắt thôi mà mùa 9 Runeterra tái hợp đã xuất hiện quá nhiều đội hình mạnh mẽ rồi. Còn rất nhiều đội hình mạnh trải dài từ 1 vàng tới 5 vàng mà đấu trường chân lý Việt Nam muốn giới thiệu tới các bạn. Hãy đăng ký kênh,
để theo dõi những đội hình mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại số tiếp theo của series hướng dẫn đội hình.